đã đến giờ ăn tối bởi vì có lâm gia nhi nên hai đứa trẻ đều không hoạt bát như mọi khi suốt bữa cơm chúng chỉ vùi đầu vào ăn không nói một câu nào tống vi cũng không biết phải nói gì nên cuối cùng dứt khoát không nói lời nào kết quả là bầu không khí trong phòng ăn rộng lớn trở nên vô cùng kỳ lạ còn có vẻ khá nặng nề cuối cùng lâm gia nhi chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng Cô ta nhìn cổ Tống Vi, "Cô Tống, cô không đeo mặt dây chuyền tôi tặng sao?" "Tôi vứt đi rồi." Tống Vi uống một hớp canh, trực tiếp trả lời. Mặt Lâm Gia Nhi không khống chế được, "Vứt rồi?" "Phải." Tống Vi gật đầu. Lâm Gia Nhi cắn môi, vẻ mặt dường như rất khó chịu, "Tại sao?" "Là do đó là quá tôi tặng sao?" Tống Vi đặt đũa xuống, muốn nói gì đó Lâm Gia Nhi lại nói, "Cô Tống, cô không nghĩ là cô như vậy rất quá đáng sao? Tôi có ý tốt muốn tặng cô một món quà, làm sao cô lại có thể vứt đi?" Nghe cô ta chất vấn, Tống Vi Khoanh hai tay lại nhìn cô ta trông như cười mà không phải cười, "Quà không tốt thì tôi không thể vứt đi sao?" "Quà gì thế?" Nhìn thấy hai người phụ nữ xảy ra tranh chấp, cuối cùng Đường Hạo Tuấn cũng lên tiếng, đặt đũa xuống nhìn Lâm Gia Nhi ánh mắt lâm gia nhi thoáng động là một sợi dây chuyền là dây chuyền gì vậy phiền cô lâm có thể nói cho tôi biết được không vẻ chế nhạo trên mặt tống vi càng đậm hơn thấy vậy đường hạo tuấn đã đoán được món quà có vấn đề sắc mặt anh trầm xuống gia nhi cậu tặng cái gì vậy tôi lâm gia nhi nắm chặt chiếc đũa mãi một lúc lâu cũng không trả lời tống vi không thể đợi thêm nữa cô cười khẩy nói nói không nên lời đúng không vậy để tôi nói thay cho nhé cô ta tặng em một con chuột chuột lông mày đường hạo tuấn nhíu chặt lại gia nhi tại sao cậu lại tặng chuột lâm gia nhi cúi đầu bởi vì cô tống tuổi chuột cho nên nếu cô tặng trang sức hình con chuột vì tôi tuổi chuột thì tôi sẽ rất vui bởi vì những loại phụ kiện kiểu này thường rất dễ thương nhưng con chuột cô tặng cho tôi lại chẳng có liên quan gì đến ý đó cả. Đó rõ ràng là đồ được đặt làm riêng, là một con chuột chuyên đi trộm cắp. Cô đang ám chỉ gì tôi thế? Tống Vi nhìn cô ta chầm chầm. Nghe đến đây, đường Hạo Tuấn đã hiểu ra. Lâm Gia Nhi tặng cho Tống Vi một món phụ kiện hình con chuột đặt làm riêng, nhưng con chuột này không dễ thương mà là một kẻ ăn trộm. Nói cách khác, lâm gia nhi đang ám chỉ tống vi là một tên trộm còn về thứ đồ ăn cắp đó là gì sắc mặt đường hạo tuấn tối sầm xuống vô cùng khó coi toàn thân toát ra khí lạnh lâm gia nhi cậu không hiểu lời tôi nói sao anh nhìn lâm gia nhi bằng ánh mắt lạnh lùng thấy hai đứa trẻ đã ăn được kha khá tống vi vỗ vai tống hải dương ra hiệu cho cậu bé dẫn em gái ra ngoài đi chơi dù sao thì trẻ con cũng không nên nghe quá nhiều chuyện của người lớn lâm gia nhi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của đường hạo tuấn hai mắt lập tức đỏ lên hạo tuấn tôi tôi đã nói chuyện với cậu vài lần rồi tôi đã nói tống vi là vợ tôi cậu không nên nhắm vào cô ấy cậu vừa đồng ý phút trước thì phút sau đã lập tức thay đổi lần trước ở trong phòng bệnh đã vậy mà lần này cũng thế rốt cuộc cậu muốn làm gì đường hạo tuấn chất vấn cô ta Lâm Gia Nhi như vô cùng sợ hãi, cả người run lên, nước mắt càng chảy càng nhiều, "Hạo Tuấn, cậu đừng hung dữ như vậy." "Tôi, tôi chỉ..." "Được rồi." Đường Hạo Tuấn vung tay lên, quá tam ba bận, đây đã là lần thứ hai. "Nếu như còn tái phạm thì cậu lập tức dọn ra ngoài đi." Nói xong anh nắm tay Tống Vi bước ra khỏi nhà ăn. Lâm Gia Nhi là người duy nhất còn lại trong nhà ăn cô ta ngã ngồi trên ghế đầu cúi gầm xuống che đi làn sóng ngầm đang dâng trào điên cuồng trong mắt cô ta không ngờ tống vi sẽ trực tiếp nói ra chuyện về mặt dây chuyền khiến cô ta bị hạo tuấn trách cứ nhưng trong khoảng thời gian này quả thực cô ta đã quá kích động không thể làm như vậy nữa nếu không sẽ hao mòn hết sự dung túng của hạo tuấn dành cho cô ta đối với cô ta thì đó cũng không phải là chuyện tốt bên kia tống vi và đường hạo tuấn đi vào phòng khách tống vi rút tay về em còn tưởng anh vẫn sẽ bảo vệ cô ta chứ đường hạo tuấn mím môi trong mắt em anh là người như vậy sao tống vi nhún vai cũng không biết được lần trước ở trong phòng bệnh anh cũng không tin em mà xin lỗi em đường hạo tuấn ôm cô tống vi tựa đầu trong ngực anh được rồi chuyện đã qua rồi vì lần này anh bảo vệ em nên em sẽ tha thứ cho anh cô vỗ nhẹ vào lưng anh đường hạo tuấn càng ôm cô chặt hơn cúi đầu hôn lên tóc cô phía sau bọn họ lâm gia nhi cũng đi ra cô ta ghen tị đứng ở đó nhìn hai người có lẽ là ánh mắt của cô ta quá rõ ràng tống vi hơi cảm nhận được liền thoát ra khỏi vòng tay của đường hạo tuấn nhìn về phía sau Vừa vặn nhìn thấy ánh mắt u ám của Lâm Gia Nhi thì không khỏi nhíu mày. Có vẻ như Lâm Gia Nhi rất ghét cô. Có lẽ sau này cô ta sẽ còn kiếm chuyện. Nhưng cũng không quan trọng. Tống Vi Như Lơ đã ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn chùm trên đầu, ở đó có lắp đặt một hệ thống giám sát ẩn, chỉ cần Lâm Gia Nhi làm gì đó thì máy giám sát bên trong và bên ngoài biệt thự đều sẽ quay lại. Nghĩ đến đó, Tống Vi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Nhạc chuông du dương vang lên lập tức khiến Lâm Gia Nhi sực tỉnh lại. Cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và ánh mắt để không bị Tống Vi và Đường Hạo Tuấn phát hiện, nhưng thực ra, cô ta không biết, Tống Vi đã phát hiện ra từ lâu, cô chỉ không vạch trần mà thôi. "Hạo Tuấn, anh buông em ra, em phải trả lời điện thoại." Tống Vi nhẹ nhàng đẩy người đàn ông ra, anh nghe lời buông cô ra tống vi lấy điện thoại trong túi ra nhìn thoáng qua tên người gọi để vào bên tai trả lời alo giang hà à vi vi cậu có rảnh không giang hà hỏi tống vi gật đầu tớ rảnh có chuyện gì sao vậy thì cậu đến trung tâm thương mại thiên vũ đi có vấn đề với trang phục của chúng ta trong một cửa hàng giọng nói sốt sắng rối bời của gian hạ vang lên qua điện thoại tống vi cao mày xảy ra vấn đề gì thấy vẻ mặt cô bỗng dưng trở nên nghiêm túc đường hạo tuấn cũng yên lặng lắng nghe vấn đề về chất lượng có một vài khách hàng đặt mua quần áo trong cửa hàng khi họ nhận được thì thấy chất lượng kém nên đã gọi cho công ty để khiếu nại tớ vốn tưởng là có người muốn gây sự nhưng không ngờ sau khi đến thì mới phát hiện chất lượng đúng là không tốt thật chất liệu vải và hoa văn của những bộ quần áo đó hoàn toàn không làm theo yêu cầu của cậu. Giang Hạ trả lời. Tống Vi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phồng lên vì tức giận, nhất định trong chuyện này có vấn đề. Tớ biết rồi. Tớ tới ngay đây. Vừa dứt lời cô liền cúp điện thoại. Đường Hạo Tuấn hỏi cô, sao vậy? Tống Vi cũng không giấu anh, cô kể lại bằng hai ba câu cho anh nghe anh đưa em đến đó đường hạo tuấn quay người đi lấy chìa khóa xe tống vi nắm lấy cánh tay anh nói không được anh ở nhà đi em sẽ về sớm thôi nói xong cô nhón chân lên hôn vào mặt anh rồi đi về phía cửa trước cô không để anh đưa đi vì lâm gia nhi còn đang ở trong biệt thự nếu hai người đều ra ngoài cô lo lắng lâm gia nhi sẽ làm điều gì đó bất lợi với hai đứa bé nếu anh ở nhà thì Lâm Gia Nhi sẽ không dám làm gì cả. Còn liệu hai người họ có thể xảy ra chuyện gì không thì Tống Vi rất tin tưởng Đường Hạo Tuấn. Cô lái xe đi thẳng đến trung tâm thương mại. Giang Hạ đang đứng ở cửa, nhìn thấy Tống Vi đi tới, cô ấy vội vàng kéo cô vào trong cửa hàng, chỉ vào mấy bộ quần áo, "Vi Vi, cậu nhìn đi." Tống Vi kiểm tra các mẫu quần áo, quả nhiên đúng như những gì Giang Hạ đã nói chất liệu vải và hoa văn trên quần áo không giống như những gì cô đã yêu cầu khi thiết kế. Kiểu dáng thiết kế của những bộ quần áo này rất mới lạ, nhưng vì vải may kém chất lượng và hoa văn kịch thô nên đẳng cấp của bộ đồ lập tức bị hạ xuống mấy bậc, không khác gì quần áo ngoài chợ. Phải biết là từ khi công ty thành lập tới nay, họ đã đi theo con đường hàng hiệu giá mềm, nhờ đó mới có được cửa hàng vật lý của riêng mình ở các trung tâm thương mại lớn nhưng hàng hiệu lại trở thành hàng bán vỉa hè thì làm sao tống vi có thể không tức giận ngoại trừ cửa hàng vật lý này ra những cửa hàng vật lý khác của chúng ta thì sao có tình trạng như thế này không tống vi ném quần áo xuống đất giọng nói đè nén cơn tức giận hỏi sắc mặt gian hạ cũng rất khó coi cô gật đầu tớ đã hỏi qua rồi những chỗ khác đều xảy ra tình trạng này đều bị hết sao tống vi siết chặt tay lại trong nháy mắt đã nghĩ ra vấn đề mấu chốt, xem ra là bên nhà máy có vấn đề rồi. Tớ cũng nghĩ vậy. Chắc chắn đã có thợ may thay loại vải ban đầu bằng vải kém chất lượng, nên tớ định đến nhà máy xem thử. Giang Hạ nói. Tống Vi hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kìm nén cơn giận, lát nữa tớ sẽ đi với cậu. Bây giờ cậu lập tức liên hệ với các cửa hàng vật lý khác, yêu cầu họ dỡ tất cả quần áo kém chất lượng ra khỏi kệ đồng thời liên hệ ngay với những khách hàng đã mua để thu hồi hàng về, chuẩn bị quà đền bù, xin lỗi họ cho thật tốt, cố gắng giữ chân những khách hàng này. Được. Giang Hạ trả lời. Tống Vi lại nói, ngoài ra cậu cũng giải thích sự việc này trên page chính thức của công ty. Nhân lúc sự việc vẫn chưa nghiêm trọng, chúng ta chủ động thừa nhận là quần áo có vấn đề, dù sao thì cũng tốt hơn sự việc bị làm ầm lên tớ hiểu rồi tớ sẽ gọi điện cho công ty sắp xếp cho bộ phận quan hệ công chúng đăng bài rồi liên hệ với các cửa hàng vật lý khác giang hạ lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện đi tống vi miếm đôi môi đỏ mọng gọi cửa hàng trưởng anh đóng gói đóng quần áo này lại lát nữa tôi sẽ mang đi vâng cửa hàng trưởng đáp lời thu dọn quần áo trên sàn mang đi đóng gói ngay sau đó Giang Hạ nói chuyện điện thoại xong đã quay trở lại, Vi Vi, mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa rồi. Tống Vi ừ một tiếng, vậy thì đi thôi. Ừ. Hai người bước ra khỏi cửa hàng, cầm theo mấy cái túi, đi đến chỗ thang máy. Vừa đến thang máy, Tống Vi như cảm nhận được điều gì đó, cô dừng lại quay đầu nhìn về phía đối diện. Ở phía đối diện cách đó không xa, ngoài cửa một tiệm mỹ phẩm, có một người ăn mặc kín mít đứng sau lan can hình vòng, nhìn chằm chằm vào cô, mắt không chớp lấy một cái. Tống Vi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, chỉ có thể phán đoán qua chiều cao và dáng người để biết người đó là nữ. Nhưng dường như người đó có biết cô, trong đôi mắt dưới vành mũ hiện lên sự căm hận khiến người ta phải run sợ, sự hận thù đó dường như có thể biến thành một con dao. Người đó là ai? Giang Hạ ở bên cạnh thấy Tống Vi đột nhiên dừng lại không đi nữa mà quay đầu nhìn phía đối diện, cô ấy không khỏi tò mò cũng nhìn sang. Nhìn thoáng qua chỉ thấy cảnh tượng ở phía đối diện có một người rất kỳ lạ, đè thấp vành mũ xuống, cúi đầu, cong lưng bỏ chạy. Người kia lẫn nhanh như trạch, chẳng mấy chốc đã hòa vào đám đông rồi biến mất. Vi Vi, ai vậy? Giang Hạ hỏi, tay chỉ về hướng người đó đang rời đi. Tống Vi lắc đầu, tớ cũng không biết. Cậu không biết. Giang Hạ nhíu mày, vậy tại sao cậu lại nhìn người ta chăm chú vậy? Tống Vi không nói gì, đôi lông mày xinh xắn cau chặt lại, trong lòng đột nhiên thấy bất an không thể giải thích được. Người kia có vẻ rất hận cô, có lẽ sau này cô ta sẽ làm gì đó với cô không biết chừng. Chỉ không biết đó có phải là người đốt nhà kho của họ, có phải người bắt cóc cô mang theo Hải Dương và gây ra tai nạn xe hơi của Hải Dương và Kiều Phàm hay không? Được rồi, Vi Vi, đừng đứng ngay ra nữa, đi thôi. Giang Hạ huyết bả vai vào người Tống Vi. Tống Vi hoàng hồn trở lại, từ một tiếng rồi bước vào thang máy. Một giờ sau, cả hai đã đến nhà máy. Sưởng trưởng đã gọi tất cả các nhân viên lại, đứng trên khoảng sân bên ngoài nhà máy. Tống Vi đứng trước đám đông, Vẻ mặt lạnh lùng, Giang Hạ đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng tương tự cô. Tất cả mọi người đã có mặt ở đây đủ chưa? Tống Vi lạnh giọng hỏi sưởng trưởng. Sưởng trưởng đã biết trước chuyện xảy ra do Giang Hạ gọi điện tới, lúc này gật đầu mà mồ hôi đầm đìa, không? Còn có hai người khác vắng mặt. Ai? Tống Vi hiếp mắt. Sưởng trưởng không giấu giếm, là trưởng kho quản lý kho vải và tổ trưởng phụ trách dây chuyền số 1 bọn họ đâu rồi? Khuôn mặt nhỏ của Tống Vi rất bình tĩnh, nghiêm nghị hỏi. Sưởng trưởng cúi đầu, hai giờ trước bọn họ mới xin nghỉ phép, nói là trong nhà xảy ra chuyện nên xin tôi cho nghỉ, tôi đã đồng ý rồi. Tống Vi nhắm chặt mắt lại, cố kìm nén cơn tức giận của mình. Được rồi, xem ra chính hai người này là thủ phạm, một quản lý kho vải hoàn toàn có cơ hội đưa những loại vải kém chất lượng vào kho, một tổ trưởng phụ trách một dây chuyền sản xuất cũng hoàn toàn có thể để cho công nhân trên dây chuyền này sản xuất ra lô quần áo với chất liệu vải kém hơn. Giỏi, giỏi lắm. Vi Vi, hai giờ trước là lúc tớ vừa nhận được cuộc gọi khiếu nại của khách hàng. Xem ra, lúc đó hai người này biết chuyện bị bại lộ nên đã xin nghỉ phép rồi chạy trốn. Giang Hạ cũng đã đoán ra được điều này, tức giận đến mức cả người phát run. Tống Vi nắm chặt tay, Báo cảnh sát đi, chuyện này không thể cho qua được. Cậu nói đúng." Giang Hạ gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Tống Vi lại nhìn về phía xưởng trưởng, "Còn anh, đi gọi tất cả các công nhân của dây chuyền sản xuất số 1 đến văn phòng của anh, tôi sẽ tra hỏi từng người một." "Vâng." Xưởng trưởng đáp lời. Tống Vi bước đến văn phòng anh ta. Ngay khi cô bước vào, các nhân viên kia cũng đã đến nơi. Có điều, dù quá trình tra hỏi diễn ra suôn sẻ nhưng không thu hoạch được gì nhiều. Số công nhân này cho biết đúng là những bộ quần áo có chất liệu vài kém chất lượng được sản xuất trên dây chuyền của họ, nhưng họ không biết gì cả, họ chỉ làm theo mệnh lệnh của tổ trưởng thôi. Họ cũng bị tội trưởng gạt tổ trưởng nói việc họ sử dụng vải kém chất lượng để may quần áo là do yêu cầu từ bên trên mà bên trên này chính là tống vi và giang hạ tống vi tức đến mức bật cười người tổ trưởng kia đúng là ghê gớm đấy dám dùng lôi cả cô với giang hạ ra để lừa gạt được rồi mọi người có thể ra ngoài trước đi trong khoảng thời gian này mọi người sẽ phải ở lại xưởng không ai được phép rời đi nếu có người rời đi thì chắc chắn người đó có liên quan đến chuyện này tôi nhất định sẽ không bỏ qua tống vi nheo mắt ánh mắt sắc bén quét qua những người này những người này gật đầu lia lịa biểu thị rằng sẽ ở yên tuyệt đối không rời đi lúc này tống vi mới hài lòng phẩy tay ra hiệu cho họ ra ngoài sau khi bọn họ đi khỏi giang hạ mở cửa đi vào vi vi tớ đã gọi điện báo cảnh sát rồi cũng đã gửi tư liệu về họ qua đó bên đồn cảnh sát đã bắt đầu bắt người rồi. Vậy thì tốt. Tống Vi gật đầu. Giang Hạ đi tới, nói, Vi Vi, cậu nói xem, là ai muốn chơi chúng ta như vậy? Tổ trưởng và trưởng kho này đã đi theo chúng ta lâu như vậy. Trước đây bọn họ đều rất an phận, không làm gì cả, thế mà bây giờ đột nhiên lại làm ra chuyện này. Nếu nói không có ai đứng sau chuyện này, tớ tuyệt đối không tin đâu. Tống Vi thở dài nói, đúng vậy, chắc chắn họ bị người ta mua chuột rồi, đằng sau còn một con cá lớn hơn nữa. Hừ, mặc kệ con cá này lớn cỡ nào cũng phải bắt cho được. Tức chết đi mất. Giang Hạ đập mạnh xuống bàn. Tống Vi cục mắt xuống, không nói gì. Cô đang nghĩ thầm, người đứng sau chuyện này có phải là người bí ẩn mà cô nhìn thấy ở trung tâm thương mại hôm nay không? Hay là một đối thủ cạnh tranh thương mại? Vi Vi, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Giang Hạ xua tay hỏi. Tống Vi hoàng hồn trở lại, không có gì. Giang Hạ mấp máy môi muốn nói gì đó, đúng lúc này điện thoại của cô ấy lại vang lên, là trưởng phòng kinh doanh gọi tới. Không còn cách nào khác, Giang Hạ lại phải đi nghe điện thoại. Tống Vi cũng không nhàn rỗi, cô đứng dậy đi về phía kho vải, muốn xem trong đó có còn loại vải kém chất lượng kia không. Đến khi xem xong rồi đi ra, khuôn mặt cô đã tức giận đến mức đỏ bừng lên. Bởi vì cô phát hiện ra, loại vải chất lượng thấp trong đó đã chiếm một nửa kho, một nửa số vải chất lượng cao còn lại thì đã biến mất mà không được ghi chép lại. Như vậy nghĩa là gì? Có nghĩa là chỗ vải chất lượng cao kia không được ghi chép ngay từ đầu mà đã bị người ta chở trộn ra ngoài để bán đi. Vô liêm sỉ Cả người tống vi khẽ rung lên, lồng ngực phập phồng. Đúng lúc này, điện thoại trong túi sách của cô cũng vang lên, Tống Vi hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra. Nhìn thông báo người gọi tới là đường Hạo Tuấn, cô gắn lộ ra một nụ cười gượng gạo, Hạo Tuấn. Anh thấy bài đăng trên pay của công ty em rồi. Chuyện rất nghiêm trọng sao? Trong điện thoại truyền tới tiếng nói trầm ấm đầy quan tâm của đường Hạo Tuấn. Tống Vi được an ủi rất nhiều, cô đỡ trán cười khổ, đáp, đúng vậy em còn tưởng chỉ là chuyện nhỏ nhưng chúng em điều tra sâu thêm mới phát hiện đây thật ra là một âm mưu sau đó cô nói ra suy đoán về trưởng kho và tổ trưởng cùng với việc họ có người chống lưng đường hạo tuấn nghe xong nhíu mày lại rõ ràng cũng ý thức được chuyện không đơn giản cần anh giúp gì không không cần đâu tống vi lắc đầu từ chối em muốn tự giải quyết chuyện này em phải xem xem vì sao những người này lại làm như vậy? Nhận thấy sự mạnh mẽ và kiên định trong giọng nói của cô, đường Hạo Tuấn cũng không cưỡng ép, đôi môi mỏng mất máy, được, nếu gặp phải khó khăn gì thì nhất định phải nói với anh, đừng cố gắng gượng. Tống Vi cảm thấy lòng mình ấm áp, vâng, em biết rồi. Khi nào thì về? Đường Hạo Tuấn thay đổi chủ để. Tống Vi nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ than thở, sợ là vẫn sớm, lát nữa còn phải làm biên bản nữa được nếu muộn quá thì anh lái xe tới đón em đường hạo tuấn nói tống vi mỉm cười gật đầu vâng đường hạo tuấn chuẩn bị ngắt máy đột nhiên tống vi nhớ tới gì đó vội vàng gọi anh lại ông xã anh đợi một chút sao thế giọng đường hạo tuấn càng thêm dịu dàng rõ ràng tiếng ông xã này đã lấy lòng anh thành công Tống Vi khẽ cắn môi, hai đứa trẻ vẫn ở nhà chứ. Chúng rất ổn. Tuy đường Hạo Tuấn không hiểu vì sao cô lại hỏi chuyện này nhưng anh vẫn thành thật trả lời cô, Hải Dương đang học, Dĩnh Nhi vừa ngủ rồi. Thế thì tốt. Tống Vi thở vào một hơi. Xem ra, Lâm Gia Nhi không tìm hai đứa trẻ. Tuy ở nhà đã có đường Hạo Tuấn nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng Lâm Gia Nhi làm gì bất lợi với hai đứa trẻ không sao, cúp máy đi. Tống Vi lại nói. Cuộc trò chuyện kết thúc, đúng lúc cô đặt điện thoại xuống thì Giang Hạ đi tới, Vi Vi, trưởng phòng kinh doanh vừa gọi điện cho tớ, nói là đã thu hồi được 2 phần 3 số quần áo rồi. 2 phần 3 Tống Vi nhíu mày. Giang Hạ từ một tiếng, 1 phần 3 còn lại, có người đã mang đi nơi khác, có người thẳng tay vứt đi số khách hàng mang đi nơi khác kia nói là không gửi quần áo cho chúng ta nữa bảo chúng ta trực tiếp chuyển khoản tới là được thế cũng được vậy thì chuyển qua đi gửi quà xin lỗi nữa tống vi dây tráng nói tớ cũng nghĩ như vậy lát nữa tớ sẽ thông báo cho phòng tài vụ sắp xếp giang hạ lấy điện thoại di động ra không lâu sau người của đồn cảnh sát tới để lập biên bản sau khi lập biên bản xong trời cũng đã tối mịt từ trưa tới giờ tống vi vẫn chưa ăn cơm bụng cô đói cồn cào người cũng không còn nhiều sức lực khi hai người chuẩn bị lái xe rời khỏi xưởng về nhà mình thì một chiếc xe mây bát màu đen đi từ xa tới sau một pha quay xe tao nhã đã dừng trước cửa công xưởng tống vi vừa nhìn đã nhận ra là chiếc xe đường hạo tuấn mới mua cách đây không lâu giang hạ cũng nhận ra vì mấy ngày nay đường Hạo Tuấn thường lái chiếc xe này đưa Tống Vi tới công ty. Giang Hạ dùng khuỷu tay huyết cô bạn thân ngồi ở ghế phó lái, nói với vẻ ái muội, ông xã cậu tới rồi kìa. Tống Vi khẽ cười, tớ biết rồi. Vậy cậu còn không mau xuống đi. Tống Vi liếc cô ấy một cái, mở cửa xuống xe. Thấy cô, đường Hạo Tuấn cũng mở cửa chiếc xe mây bác ra, đi về phía cô, anh tới đón em em biết tống vi gật đầu cô nhớ anh nói trong điện thoại nếu về muộn thì anh sẽ tới đón cô không ngờ anh thật sự tới giang hạ cũng xuống xe khoác vai tống vi nói tổng giám đốc đường anh đúng là một ông chồng tốt đấy nha còn chuẩn bị tới đón vi vi nữa đúng là khiến người ta hâm mộ tống vi đỏ mặt tức giận đánh nhẹ cô ấy một cái cô ấy cười hí hửng sau đó đẩy tống vi về phía đường hạo tuấn được rồi, nếu tổng giám đốc đường đã tới, vậy thì anh tự đưa bà xã mình về đi, tôi đỡ phải đi thêm một chuyến. Tống Phi không ngờ Giang Hạ sẽ đẩy mình, khẽ giật mình, cả người bổ nhào về phía đường Hạo Tuấn. Cánh tay đường Hạo Tuấn dài rộng, vững vàng đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng, nhìn về phía Giang Hạ nói, cảm ơn. Giang Hạ xua tay, được rồi được rồi, hai người mau đi đi. Dứt lời, cô ấy xoay người, lên xe của mình rồi lái xe đi trước đường hạo tuấn buông tống vi ra chúng ta cũng đi thôi từng tống vi mỉm cười gật đầu hai người đi về phía chiếc xe mây bát lên xe đường hạo tuấn thắt dây an toàn cẩn thận rồi hỏi chuyện giải quyết thế nào rồi vẫn chưa có tiến triển gì nhưng mà bên phía sở cảnh sát đang tìm bắt người rồi đợi bắt được hai người đó chắc là sẽ giải quyết được tống vi chống tay lên cửa xe nói đường hạo tuấn từ một tiếng không hỏi nữa khởi động xe trên đường tống vi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ có chút tò mò đây đâu phải đường về biệt thự cô nhìn về phía người đàn ông người đàn ông nhìn thẳng về phía trước anh biết thế anh đưa em đi đâu tống vi hỏi anh đưa em đi ăn cơm khóe mắt đường hạo tuấn khẽ quét qua bụng cô tống vi lập tức che bụng lại đỏ mặt nói anh nghe thấy sao vừa rồi bụng cô lại reo nhưng tiếng nhỏ cô còn tưởng anh không nghe thấy đường hạo tuấn di chuyển tay lái sắc mặt không vui vì sao không ăn cơm tống vi cười khổ em cũng phải có thời gian chứ hôm nay chạy tới chạy lui còn phải lấy lời khai rồi điều tra sự việc bận túi bụi hoàn toàn không có thời gian ăn cơm. Đường hạo tuấn miếng môi, không nói gì. Anh nhanh chóng dừng xe trước một nhà hàng Tây ấm áp, lãng mạn, tới rồi. Từng. Tống Vi tháo dây an toàn xuống xe. Đường Hạo Tuấn đứng ở đầu xe đợi cô, chờ cô tới mới nắm tay cô đi vào nhà hàng. Hai người ăn xong, về biệt thự thì đã sắp 10 giờ, hai đứa trẻ đều ngủ rồi mà lâm gia nhi vẫn ngồi trên sofa xem tivi cô ta thấy hai người về lập tức tắt tivi đứng lên hạo tuấn hai người về rồi tống vi đứng bên cạnh đường hạo tuấn không đáp lại đường hạo tuấn khẽ gật đầu sao cậu còn chưa ngủ không muốn ngủ không ngủ được nên đợi hai người về lâm gia nhi mỉm cười vuốt mái tóc giả đường hạo tuấn kéo cà vạt trên cổ ra lâm gia nhi thấy thế muốn đi tới giúp tống vi nheo mắt thẳng thừng đi tới chắn trước người đường hạo tuấn cười hờ hững nhìn cô ta cô lâm để tôi thì hơn giúp đàn ông tháo cà vạt vẫn nên để người vợ như tôi làm mới thích hợp cô thấy sao sắc mặt lâm gia nhi cứng lại sau đó mỉm cười cô tống nói phải xin lỗi vừa rồi tôi thất lễ rồi không sao lần sau cô lâm chú ý chút là được tống vi dứt lời xoay người đối mặt với đường hạo tuấn giúp anh tháo cà vạt sau khi tháo ra cô vừa sửa sang lại vừa oán giận đường hạo tuấn em nói bao nhiêu lần rồi đừng có kéo cà vạt lung tung anh đang khiêu khích nhà thiết kế như em đấy đường hạo tuấn thấy dáng vẻ tằn nhằn của cô trong mắt ánh lên ý cười xin lỗi lần sau anh sẽ chú ý lúc nào anh cũng nói lần sau. Tống Vi trừng mắt nhìn anh. Lâm Gia Nhi thấy họ thân mật như vậy, mà bản thân lại không thể chen vào chút nào, ánh mắt trở nên u ám, ầm. Hạo Tuấn, cô Tống, hai người nói chuyện đi, tôi lên lầu trước. Đi đi, nghỉ ngơi cho sớm. Đường Hạo Tuấn gật đầu. Lâm Gia Nhi cục mắt rời đi. Tống Vi ngáp một cái, chúng ta cũng lên chứ em nghỉ ngơi trước đi đường hạo tuấn dây trán tống vi nhìn anh sao thế anh có một cuộc họp video với nước ngoài phải tới phòng làm việc một lát vậy à được vậy anh làm việc xong thì về phòng nhé tống vi gật đầu đường hạo tuấn từ một tiếng đi về phía phòng làm việc tống vi trở lại phòng tắm rửa xong nằm trên giường nhưng cô vẫn chưa muốn ngủ luôn cầm lấy sổ thiết kế và bút chì ở đầu giường vẽ lên bản thiết kế vẽ ba bốn tấm thấy hơi khát nước tống vi đặt bút và sổ thiết kế trên tay xuống xốc chăn xuống giường chuẩn bị tới bàn trà đối diện giường rót nước nhưng đi tới trước bàn trà cầm ấm nước lên mới phát hiện sắp hết nước bất đắc dĩ tống vi đành buông ấm trà xuống chuẩn bị xuống lầu rót nước khoảnh khắc tống vi đi ra khỏi phòng ngủ cô nghe thấy tiếng mở cửa giọng nói truyền tới từ cuối hành lang đó là phòng làm việc của đường hạo tuấn cô tưởng đường hạo tuấn đã họp xong rồi chuẩn bị về phòng ngủ quay đầu qua xem kết quả lại thấy cảnh tượng lâm gia nhi mặc một chiếc váy ngủ hai giây đi ra từ phòng làm việc cảnh tượng này lập tức khiến tống vi nheo mắt lại cô lâm lâm gia nhi vẫn chưa nhìn thấy tống vi đột nhiên nghe thấy giọng cô sợ đến nỗi run bắn cả người quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Tống Vi không tốt, cô ta lập tức hiểu ra gì đó, vén mái tóc giả bên tai, khẽ cười nói, cô Tống, muộn thế này rồi, cô vẫn chưa ngủ sao? Tống Vi buông tay nắm cửa ra, đi về phía Lâm Gia Nhi, đã muộn thế này, cô Lâm cũng chưa ngủ mà còn có tâm trạng đi lại, chạy tới phòng làm việc của ông xã tôi. Nghe ra sự lạnh lùng trong giọng điệu Tống Vi, Lâm Gia Nhi chỉ cảm thấy tâm trạng rất vui sướng cô ta nâng ly cà phê trên tay lên là thế này vừa rồi tôi khát nước xuống lầu rót nước thì thấy hạo tuấn vẫn chưa ngủ nên pha cho cậu ấy một ly cà phê thôi cô tống đừng để ý tôi không để ý tống vi khoanh tay lại cô lâm tình nguyện làm chuyện của người giúp việc thế này sao tôi có thể để ý được chứ cô nói tôi là người giúp việc lâm gia nhi kinh ngạc trợn trừng hai mắt không thể tin nổi nhìn cô Tống Vi công khóe môi, tôi đâu có nói, là cô Lâm tự mình nói mà, tôi chỉ bảo cô Lâm thích làm việc của người giúp việc thôi. Lâm Gia Nhi nắm chặt hai tay, tức giận đến mức cả người run rẩy. Thích làm việc của người giúp việc, không phải nói cô ta là người giúp việc sao? Cô Tống, cô không cảm thấy những lời này của cô quá đáng sao? Khóe mắt Lâm Gia Nhi dần đỏ lên, giận dữ nhìn Tống Vi. Tống Vi cục mắt khẽ cười, tôi quá đáng. Tôi làm sao so được với cô Lâm, nửa đêm nửa hôm cô Lâm không ngủ, mặc như thế này chạy tới phòng làm việc của chồng người khác. Rốt cuộc là đưa cà phê hay là có mục đích khác, tôi nghĩ trong lòng cô Lâm chắc hẳn rất rõ, tin là không cần tôi phải nói ra đâu. Ánh mắt Lâm Gia Nhi thoáng động, sau đó cúi đầu, hóa ra vì tôi mặc thế này nên cô Tống mới có thái độ hung dữ với tôi như vậy. Rất xin lỗi cô Tống, tôi mặc thế này, quả thật chỉ vì chuẩn bị đi ngủ mà thôi, thật sự không có ý gì khác, thế nên cô Tống, cô đừng hiểu lầm. Được rồi, tôi cũng không muốn tranh luận xem đồ ngủ của cô rốt cuộc có phải hiểu lầm hay không. Tôi chỉ hy vọng sau này cô Lâm chú ý một chút, đừng có mặt như vậy vào phòng làm việc của ông xã tôi. Ngoài ra, phòng của cô Lâm ở tầng 2, sau này không có chuyện gì thì bớt lên tầng 3 đi, cảm ơn. Dứt lời, Tống Vi không nhìn cô ta nữa mà thu hồi ánh mắt, đi xuống lầu, nhưng lời nói của cô như gai nhọn, đâm vào trong lòng Lâm Gia Nhi, khiến Lâm Gia Nhi cực kỳ khó chịu. Vì Tống Vi đã nói trúng tim đen của cô ta, hơn nữa còn thẳng thừng bảo cô ta sau này đừng lên tầng 3 nữa, nếu còn lên thì thật sự là đang quyến rũ Đường Hạo Tuấn. Chiêu này, không thể tàn nhẫn hơn. Lâm Gia Nhi nhìn bóng dáng Tống Vi xuống lầu, nắm chặt hai tay lại, trong đầu dâng lên một suy nghĩ điên cuồng. Đó chính là đẩy Tống Vi xuống, chỉ cần Tống Vi ngã xuống cầu thang, với độ cao như vậy, chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần Tống Vi chết, vậy thì không lâu sau Hạo Tuấn sẽ về bên cô ta thôi. Suy nghĩ đó dần lấn ác lý trí cô ta, cũng khiến vẻ mặt cô ta càng thêm vặn vẹo, ánh mắt càng lúc càng điên cuồng, dữ tợn. Cô ta nín thở, bước chân nhẹ nhàng đi tới cầu thang, muốn đuổi theo Tống Vi, đẩy Tống Vi xuống. Đúng lúc Lâm Gia Nhi đi tới phía sau Tống Vi, vươn tay ra, sắp chạm tới lưng Tống Vi thì giọng đường Hạo Tuấn đột nhiên vang lên phía sau cô ta, muộn thế này rồi, sao hai người đều chưa ngủ thế? Con người Lâm Gia Nhi đột nhiên co rút, lý trí lập tức trở về, vội vàng rút tay lại chấp sau lưng, xoay người, đè nén sự hoảng loạn trong lòng, cười gượng nói, Hạo Tuấn, cậu học xong rồi sao? Tống Vi cũng dừng bước chân, quay người lại, tuy bất ngờ vì không biết Lâm Gia Nhi ở sau lưng cô từ khi nào, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô nhìn đường Hạo Tuấn, khẽ gật đầu, sắp ngủ rồi, xuống lầu uống nước, anh làm việc xong rồi sao? Đường Hạo Tuấn từ một tiếng. Bàn tay Lâm Gia Nhi lúc này vẫn đang run rẩy, tim cũng đập rất nhanh, còn chưa bình tĩnh lại được. Cô ta sợ lát nữa bản thân sẽ để lộ sơ hở, khiến hai người nghi ngờ. Vậy là vội vàng cụp mắt cúi đầu, vậy, thời gian không còn sớm nữa, Hạo Tuấn, cô tống, tôi xuống nghỉ ngơi trước đây. Ừ. Đường Hạo Tuấn gật đầu. Tống Vi nghi người tránh sang một bên, để Lâm Gia Nhi đi xuống. Bước chân Lâm Gia Nhi vội vàng, nhanh chóng biến mất khỏi cầu thang tầng 3. Tống Vi nhìn bóng dáng cô ta, đôi mắt nheo lại. Không biết có phải nhìn nhầm hay không? sao cô lại cảm thấy lâm gia nhi giống như đang căng thẳng sợ hãi điều gì lẽ nào vừa rồi lâm gia nhi lén lút làm gì sau lưng cô nghĩ vậy ánh mắt tống vi trầm xuống trong lòng dâng lên nghi ngờ quyết định lát nữa xem camera xem lâm gia nhi rốt cuộc đang làm gì đi thôi đường hạo tuấn đi tới bên cạnh nắm tay tống vi tống vi ngẩng đầu nhìn anh đi đâu đường hạo tuấn nhướng mày không phải em muốn uống nước sao? À ừ, suýt nữa quên mất, anh cũng muốn uống à. Tống Vi bị anh kéo xuống lầu. Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu, vừa rồi Gia Nhi cho đường vào cà phê, ngọt quá, khát nước. Tống Vi cười như không cười, anh thật có phúc nhỉ, nửa đêm nửa hôm còn có người pha cà phê cho, diễm phúc lắm đấy. Nghe ra sự ghen tuông trong giọng nói của cô, đường Hạo Tuấn khẽ cười một tiếng, anh không thích cà phê gia nhi pha nếu cô lâm nghe thấy chắc chắn rất đau lòng tống vi ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt lại nở nụ cười đường hạo tuấn khẽ nhéo mũi cô tống vi bất mãn chụp lấy tay anh đừng nhéo nhéo gãy mất không đâu rất đẹp đường hạo tuấn nhìn chất mũi ửng đỏ của cô nói mũi cô nhỏ nhắn thẳng tắp vô cùng tinh xảo quả thật rất xinh đẹp những chi tiết khác cũng vậy bao nhiêu ngũ quan tinh xảo như vậy tập hợp trên một khuôn mặt khó trách cô lại xinh đẹp đến thế nghe lời khen của anh khuôn mặt nhỏ nhắn của tống vi ửng đỏ hơi cúi đầu không dám nhìn anh nhưng dáng vẻ ngượng ngùng này của cô lọt vào mắt đường hạo tuấn ánh mắt anh trầm xuống yết hầu cũng khẽ động sau đó anh vươn tay nhẹ nhàng giữ lấy lấy tống vi nâng trầm cô lên chậm rãi cúi đầu xuống tống vi cũng biết anh muốn làm gì cả người hơi ngửa về sau dựa vào bệ bếp nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của anh nhưng khi môi người đàn ông vừa chạm vào môi tống vi đèn trong bếp đột nhiên bật lên bóng dáng mơ màng buồn ngủ của dì vương xuất hiện ở cửa thấy hai người bên bệ bếp bà lập tức tỉnh táo lại mở to hai mắt ô cậu chủ mợ chủ nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp đèn lại không bật bà nghĩ thầm không biết có phải trộn không, bèn cố ý đi qua xem thử. nào ngờ lại nhìn thấy Tống Vi và Đường Hạo Tuấn ở trong bếp. khi thấy rõ động tác của Đường Hạo Tuấn và Tống Vi, mặt gì Vương đỏ ửng, cười xòa nói: tôi chẳng nhìn thấy gì cả, cô cậu cứ tiếp tục đi, hai người cứ tiếp tục đi nhé. bà vừa nói vừa lùi về phía sau, lúc ra khỏi cửa bếp lập tức xoay người rời đi, bỏ lại Tống Vi và Đường Hạo Tuấn đưa mắt nhìn nhau. Tống Vi đỏ mặt, để người đàn ông trên người ra, đều tại anh hôn em ở chỗ này, bị dì Vương bắt gặp rồi đấy. Đường Hạo Tuấn không trả lời, gương mặt Tuấn Tú tối sầm lại. Dù sao, bị người khác cắt ngang lúc đang làm chuyện như vậy, chẳng người đàn ông nào cảm thấy vui vẻ cả. Lại thêm đêm nay có quá nhiều người không ngủ. Uống nước xong, Tống Vi đặt ly nước xuống, về phòng chưa? Đường Hạo Tuấn gật đầu hai người lên lầu trở về phòng mới vừa đi vào đường hạo tuấn đã áp người cô vào trên ván cửa tống vi giật mình anh muốn làm gì người đàn ông tì tráng mình lên trán cô cất giọng khàn khàn lần này không còn ai phá đám chúng ta nữa vừa nói dứt lời anh lại cúi đầu xuống hôn lên môi cô tống vi kêu lên một tiếng trong lòng cảm thấy dở khóc dở cười cô còn tưởng rằng sau khi bị cắt ngang ở dưới lầu, anh sẽ không hôn cô nữa. Ai ngờ lại giấu chiêu cuối ở chỗ này. Sau khi suy nghĩ xong, Tống Vi ôm lấy cổ người đàn ông, tự giác nâng cầm lên hôn đáp trả lại. Liên tục hôn đến khi hai người không thở nổi mới dừng lại, đường hạo tuấn thả môi Tống Vi ra, sau đó bế cô đi về phía giường. Sáng hôm sau, trong lúc đang ăn sáng, lâm gia nhi nhìn thấy một vết đỏ lộ ra dưới lớp áo cao cổ của tống vi hai mắt cô ta hơi long lên siết chặt đôi đũa trong tay sự ghen tị trong mắt sắp biến thành con dao găm tống vi vẫn chưa phát hiện nhưng tống dĩnh nhi lại nhìn thấy con bé chỉ vào lâm gia nhi và thốt lên mẹ ơi cô lâm đang ghét mẹ kìa lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều dừng động tác ăn cơm nhìn về phía lâm gia nhi còn Lâm Gia Nhi thì rõ ràng không ngờ sự ghen tị của mình che giấu tốt như vậy lại bị một con bé con phát hiện, đã thế còn nói ra nữa. Cô ta hoàn toàn chưa kịp giấu đi, cứ thế bị mọi người nhìn thấy hết. Mặt đường hạo tuấn tái đi, Gia Nhi, cậu hãy cho tôi một lời giải thích đi. Tống Vi không nói gì, nếu anh đã lên tiếng rồi thì cô không nên hỏi nữa. Chờ Lâm Gia Nhi giải thích là được rồi. Vành mắt Lâm Gia Nhi lập tức đỏ lên, tôi. Tôi chỉ khụ, khụ. Cô ta đột nhiên ho khan dữ dội, mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, trong tội nghiệp biết bao. Thấy vậy, đường hạo tuấn không tức giận nổi nữa, trái tim mềm nhũng, đặt đổ xuống, đi tới phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, không sao chứ. Lâm gia nhi không trả lời, vẫn tiếp tục ho khan. Sau một lúc ho khan, cô ta đột nhiên ngã xuống bàn ngất xỉu khiến đường hạo tuấn giật mình. Nét mặt đường hạo tuấn căng thẳng, lập tức bế xốc lâm gia nhi chạy lên lầu, vừa đi vừa dặn dò dì vương lấy thuốc. Chẳng mấy chốc, trong phòng ăn chỉ còn lại Tống Vi và hai đứa con, Tống Hải Dương vẫn tỏ ra hờ hững, bình tĩnh ăn bữa sáng của mình. Chỉ có Tống Vĩnh Nhi không vui, biểu môi nhỏ, dùng đũa đập lên chén, hừ hừ nói, ba còn bế cái cô lâm đó nữa, thật là quá đáng. Con không thích ba nữa. Tống Vi nhíu mày, lạnh lùng quát mắng cô bé được rồi dĩ nhi cô lâm bị bệnh con không được ăn nói lung tung mẹ mẹ thực sự cảm thấy cô ấy bị bệnh ư tống hải dương ngẩng đầu lên nhìn cô con lại thấy cô ta đang giả bộ thì có vì cô lâm ngồi ở đối diện con khi cô ta ngã xuống con nhìn thấy lông mi cô ta đang run rẩy điều này chứng tỏ cô ta làm vậy để tránh bị ba vạn hỏi mà thôi tống vi mấp máy môi không nói gì sao cô không biết Lâm Gia Nhi đang giả vờ chứ? Đang yên đang lành, khi nào không ho lại ho đúng lúc này, chẳng phải giả vờ thì là gì? Được rồi, hai đứa ăn cơm đi. Tống Vi đỡ tráng, ý bảo hai đứa nhỏ đừng nói nữa, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Hai đứa trẻ rất nghe lời cô, ngoan ngoãn không nói nữa. Tống Vi lại ngồi xuống, cầm đũa lên, nhưng chẳng muốn ăn gì cả. Cô đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra ấn vào một phần mềm. Sau khi ấn vào, chuỗi video dài đến cả tiếng đồng hồ hiện ra, phía dưới những video này đều có đánh dấu ngày tháng. Hiển nhiên những video này đều từ camera giám sát. Tống Vi kéo xuống dưới, cuối cùng ấn vào video khoảng từ 11 đến 12 giờ đêm qua. Hình ảnh mở đầu trong video là cầu thang trên tầng 3. Đầu tiên, Tống Vi nhìn thấy hình ảnh mình xuống lầu. Lâm Gia Nhi đứng trên hành lang lầu ba nhìn theo cô chầm chầm. Sau khi nhìn một lát, Lâm Gia Nhi mới cất bước rón ra rón rén đi theo sau cô xuống lầu. Lúc còn cách cô hai bậc thang, Tống Vi thấy nét mặt Lâm Gia Nhi bỗng nhiên trở nên dữ tợn, duỗi hai tay ra, động tác như muốn đẩy người xuống lầu. Tống Vi mở to hai mắt, lập tức bấm dừng hình ảnh. Tư thế đẩy người với nét mặt dữ tợn của Lâm Gia Nhi như dừng lại trên màn hình thấy cảnh tượng như vậy, Tống Vi lập tức đứng bật dậy. Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi kinh ngạc nhìn cô, "Mẹ ơi, mẹ sao vậy?" Tống Vi không nghe thấy giọng nói của hai đứa nhỏ, trái tim cô đập rất nhanh, như muốn văng ra khỏi lồng ngực, ngay cả cơ thể cũng đang run rẩy. Thảo nào tối hôm qua cô cảm thấy Lâm Gia Nhi có tật giật mình như thể đã làm chuyện gì xấu. Hóa ra là thật. Không ngờ Lâm Gia Nhi lại muốn giết cô từ lầu 3 đến lầu 1 cao khoảng 15 mét, nếu Lâm Gia Nhi thành công đẩy cô từ tầng 3 xuống, chắc chắn cô sẽ chết. May là tối qua đường Hạo Tuấn xuất hiện kịp thời khiến Lâm Gia Nhi chưa đạt được ý đồ, nếu không, chắc bây giờ cô đã nằm trong nhà xác rồi. Nghĩ đến đây, Tống Vi nắm chặt điện thoại. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, sự hoảng loạn trong mắt cũng không thể che giấu. Tống Hải Dương leo xuống ghế, đi tới bên cạnh nắm chặt tay cô và hỏi, mẹ ơi rốt cuộc mẹ làm sao vậy mẹ thấy cái gì à tống Vĩnh nhi cũng chớp mắt nhìn tống vi tống vi không định kể chuyện này cho hai con nghe sợ sẽ làm chúng sợ cô hít sâu một hơi cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng mỉm cười xoa đầu tống hải dương mẹ không sao con ngoan ngoãn ăn cơm đi ăn xong thì đi học thấy cô không muốn nói tống hải dương biểu môi vâng ạ à, cậu bé ngồi vào chỗ của mình. Tống Vi ngồi xuống lần nữa, cực mắt xuống nhìn điện thoại trong tay với nét mặt không nói nên lời. Đáng lẽ ra cô nên đưa video này cho đường Hạo Tuấn xem, đồng thời báo cảnh sát tố cáo cô ta với tội danh cố ý giết người. Nhưng nghĩ tới ông cố, Tống Vi hơi do dự. Lần trước ông cố giúp đỡ cô, mặc dù do đường Hạo Tuấn gọi điện nhờ vả, nhưng cô không thể phủ nhận việc ông cố đã giúp đỡ mình bởi vì cô là người muốn kiểm tra hồ sơ mà lâm gia nhi lại là chắc của ông cố về tình về lý cô cũng phải nể mặt còn video này xem như là ân tình trả cho ông cố cô sẽ không lấy nó ra nghĩ tới đây tống vi thở hắt ra sau đó cất di động vào túi hy vọng chỉ là lâm gia nhi nhất thời hồ đồ suy nghĩ sai lầm sau này sẽ không làm mấy chuyện tương tự nữa nếu không Cô nhất định sẽ báo cảnh sát giao ra video này. Điện thoại đột nhiên vang lên. Tống Vi ổn định cảm xúc xong, điện thoại vừa mới cất vào lại lấy ra. Người gọi tới là Giang Hạ, nghĩ đến chắc vì chuyện ngày hôm qua. Cô vội vã nghe máy, "Alo, Giang Hạ à." "Vi Vi à, nói cho cậu biết một tin tốt, tay trưởng kho và tổ trưởng kia bị bắt rồi." Trong điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ của Giang Hạ bị bắt rồi sao? Tống Vi mừng rỡ, nắm chặt điện thoại trong vô thức, vội vàng hỏi, bọn họ đang ở đâu? Đang ở đồn cảnh sát, vừa thẩm vấn xong, tớ cũng mới ra khỏi đồn cảnh sát. Giang Hạ vừa nói vừa mở cửa xe. Tống Vi nheo mắt, kết quả thẩm vấn thế nào? Tớ biết cậu sẽ hỏi mà. Giang Hạ lên xe, vẻ mặt nghiêm túc, trưởng kho kia với tổ trưởng phụ trách dây chuyền số 1 là họ hàng xa, trước đây chúng ta cũng không biết hai người này thông đồng với nhau mua một lô vải chất lượng thấp bằng tiền vải được cấp số còn lại thì cho vào túi riêng tống vi mím môi nói tiếp đi đây chỉ là một trong số đó thôi ban đầu vẫn còn có một lô vải chất lượng cao trong kho họ cũng bí mật vận chuyển ra ngoài rồi bán đi cho tiền vào túi mình sau đó dùng vải chất lượng thấp để sản xuất quần áo mục đích là muốn bôi xấu danh tiếng của công ty chúng ta. Nói đến đây, Giang Hạ đã giận tới mức sôi máu. Tống Vi nhắm mắt lại, cậu đã hỏi rõ ràng người đứng sau là ai chưa? Hỏi rồi, nhưng chính họ cũng không biết. Giang Hạ cười khẩy, hai người đó nói là có một người phụ nữ đến tìm họ. Phụ nữ sao? Đôi mắt Tống Vi chợt sáng lên, người phụ nữ như thế nào? họ nói không nhìn thấy mặt đối phương. Người phụ nữ kia che kín mít, mặt cuốn đầy băng vải, chỉ nhìn thấy được đôi mắt thôi. Giang Hạ nhớ lại những gì trưởng kho kia nói trong phòng thẩm vấn vừa rồi. Che kín mít à? Tống Vi thấp giọng nhắc lại câu này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mắt cô chợt mở lớn, là cô ta. Nghe vậy, Giang Hạ lập tức kéo phanh, Vi Vi, cậu biết là ai sao? Không biết nhưng chúng ta đã từng gặp rồi. Tống Vi lắc đầu. Giang Hạ cắn môi, chúng ta đã từng gặp rồi sao? Ừ, cậu có nhớ người phụ nữ hôm qua chúng ta nhìn thấy ở trung tâm mua sắm không? Tống Vi nhắc lại, người phụ nữ đó không phải cũng che kín mít à? Khuôn mặt dưới mũ trùm đầu không thể nhìn rõ, nhưng lại lộ ra thứ gì đó màu trắng, thứ đó chắc là băng vải đấy. Nghe cô nhắc nhở, toàn thân Giang Hạ đều nổi da gà. Cô ấy xoa xoa cánh tay, chết tiệt, chúng ta lại còn đụng mặt với hung thủ rồi sao? Ừ. Tống Vi gật đầu. Cô cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, người mà cô gặp lại chính là người đứng sau vụ việc này. Giang hạ, hai người đó có nói gì nữa không? Ví dụ như lý do tại sao lại tìm đến họ chẳng hạn. Tống Vi đè nén lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi. Giang hạ ừ một tiếng, có khi đến gặp họ người phụ nữ kia đã nói thẳng ý tưởng này cho họ nghe. Mục đích là làm mất uy tín của chúng ta, khiến chúng ta bị khách hàng phản hồi xấu, vì vậy mà sẽ phá sản. Còn cậu cũng sẽ vì sự việc này mà bị khinh thường trong giới thiết kế, ảnh hưởng đến sự nghiệp thiết kế sau này. Ngừng một lát, cô ấy lại tiếp tục nói, cứ như vậy rồi chúng ta sẽ ngã ngựa, mục đích của người đó đã thành công, còn trưởng kho và tổ trưởng kia thì cũng kiếm được tiền một mũi tên trúng ba con nhạn. Sao hai người kia có thể không bị dụ dỗ cho được, nhưng chỉ không ngờ. Không ngờ chúng ta lại phát hiện sớm như vậy. Tống Vi cắt lời cô ấy. Giang Hạ gật đầu, đúng vậy, cũng may là mấy khách hàng quen của chúng ta đã kịp thời phản hồi, nếu không chúng ta mà phát hiện muộn hơn thì e rằng kế hoạch của người phụ nữ đó sẽ thành công mất. Nói như vậy thì người phụ nữ kia cũng nghe được tin chúng ta đã phát hiện ra từ trước rồi, cho nên hôm qua cô ta mới xuất hiện ở trung tâm thương mại rồi thông báo cho tổ trưởng và trưởng kho, nếu không thì hai người đó cũng không chạy trốn kịp thời như vậy. Ít nhất cũng phải bán hết số vải cao cấp trong kho hàng rồi họ mới đi. Tống Vi cục mắt phân tích. Giang Hạ thở dài, hai người đó đúng là đám ăn cháo đá bát. Chúng ta không hề đối xử tệ bạc với họ, Vậy mà họ lại trả ơn chúng ta như thế này đây Tống Vi nở nụ cười Nhưng ý cười lại không chạm vào đáy mắt Chẳng ai chê nhiều tiền quá cả Bọn họ làm chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên Dù sao thì cám dỗ cũng lớn như vậy mà Nhưng đã phản bội chúng ta thì sẽ phải trả một cái giá lớn Giang Hạ, thống kê xem họ đã tham ô bao nhiêu tiền rồi Được, tớ sẽ quay lại nhà máy tới phòng tài chính để thống kê giang hạ đáp cúp điện thoại xong tống vi xoa thái dương cảm thấy hơi mệt tống hải dương rót cho cô một ly sữa mẹ đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ có cần con giúp không không cần đâu con thấy con trai quan tâm đến mình trong lòng tống vi chợt ấm hơn hẳn cô cầm ly sữa trong tay chuyện gần như đã giải quyết xong rồi vâng tống hải dương thất vọng cúi đầu Tống Vi xoa mái tóc cậu, đừng lo lắng, con trai của mẹ rất thông minh, sau này sẽ có lúc con giúp được mẹ thôi mà, không cần phải gấp gáp quá đâu. Nghe vậy, tâm trạng Tống Hải Dương lập tức tốt lên, cậu khẽ gật đầu, vâng, con hiểu rồi ạ. À. Tống Diễm Nhi cũng không cam chịu bị tụt lại phía sau, giơ bàn tay nhỏ bé lên, mẹ ơi, con cũng muốn giúp mẹ. Được. Tống Vi vuốt cái mũi nhỏ của cô bé, vui vẻ cười nói. Lúc này, đường Hạo Tuấn đã trở lại. Tống Vi quay lại nhìn anh, cô Lâm không sao chứ? Không sao. Đường Hạo Tuấn kéo ghế ngồi xuống, uống thuốc xong đã đi ngủ rồi. Thật sao? Trong mắt Tống Vi khẽ lướt qua vẻ châm chọc, không nói gì. Cô không vạch trần chuyện Lâm Gia Nhi giả vờ ngất xỉu là do còn nể mặt ông cố. Tuy nhiên hai đứa trẻ lại không kiên nể nhiều chuyện đến vậy, cho rằng Lâm Gia Nhi giả cờ hôn mê, muốn vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta. Tống Vi không kịp ngăn cản nên chỉ có thể nhìn Đường Hạo Tuấn. Nhưng trên mặt Đường Hạo Tuấn không có nhiều vẻ kinh ngạc lắm, thậm chí còn không hề có biểu cảm gì. Chuyện này khiến cho Tống Vi không khỏi cả gan suy đoán, ông xã, anh biết cô Lâm đang diễn kịch phải không? Đường Hạo Tuấn nhấp một ngụm cà phê đã nguội, đúng vậy. Vậy anh nếu anh vạch trần cô ấy ngay trước mặt thì sẽ khiến cô ấy xấu hổ. Không ai biết cô ấy sẽ làm gì cho nên anh cứ coi như không biết thôi. Đường Hạo Tuấn mở miệng nói hết sức thản nhiên. Tống Vi gật đầu, anh nói cũng đúng. Anh cũng biết cô ấy giả vờ bất tỉnh để tránh sự tra hỏi của anh. Đường Hạo Tuấn nhìn Tống Vi, xin lỗi, anh không có ý bên vực cô ấy đâu anh đột nhiên phát hiện ra là mình thực sự không hiểu một gia nhi như thế. Sau khi tiệc chúc mừng cô ấy bình phục kết thúc, anh sẽ để ông cố đến đón cô ấy sớm thôi. Tiệc hồi phục sao? Tống Vi hơi sửng sốt, là cái gì thế? Là do Mạnh Ngọc khởi xướng. Gia Nhi làm người thực vật gần 10 năm, bây giờ cô ấy đã gần như bình phục rồi. Cho nên muốn tổ chức một bữa tiệc cho cô ấy, cho cô ấy một bàn đạp để quay lại trong giới đường hạo tuấn vuốt sống mũi giải thích tống vi đột nhiên nói thì ra là như vậy à tổ chức khi nào thế đầu tháng sau vậy là gần ngày sinh nhật của anh rồi tống vi nói đường hạo tuấn cười khẽ anh cũng không định tổ chức sinh nhật đâu nhà chúng ta tổ chức với nhau thôi đừng quên chuẩn bị cho anh một quà bất ngờ đấy nghe thấy hai chữ bất ngờ tống vi vô thức nhìn sang hai đứa bé em không quên đâu, em chỉ hy vọng đến lúc đó anh sẽ không quá kinh ngạc. Ồ! Đường Hạo Tuấn nhớ mày. Tống Vi nhìn đồng hồ rồi đổi chủ đề, thôi, muộn rồi. Đến giờ đưa hai đứa đi nhà trẻ đã rồi đấy, nếu không thì muộn mất. Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng, đi thôi. Cả nhà bốn người cùng bước ra khỏi biệt thự. Một tiếng rưỡi sau, Tống Vi đến công ty. Giang Hạ đang chờ cô, thấy cô bước vào liền cầm tờ thống kê bước lên trước, vi vi, đã tính ra khoản tiền hai người kia tham ô rồi. Bao nhiêu? Tống Vi bỏ chiếc túi sách trên vai xuống, treo lên giá. Giang Hạ đi theo cô, lật tập tài liệu trong tay, tổng cộng là 9 tỷ. Nghe đến con số này, bước chân Tống Vi hơi khựng lại, sau đó tức giận đến mức bật cười. Kiện, chuyện này nhất định phải kiện. Cô kéo ghế trong văn phòng rồi ngồi xuống. Lấy trộm 6 triệu thôi là đã có thể báo án được rồi, chứ đừng nói là 9 tỷ. Nếu bọn họ đã dám làm chuyện này thì tớ cũng sẽ cho họ vào tù. Giang Hạ đóng tập tài liệu lại rồi mỉm cười, cậu nói đúng, chúng ta không những phải tống họ vào tù, mà còn phải lấy lại tiền nữa. Tống Vi bật máy tính lên, đúng vậy, nhưng mà người phụ nữ đó tớ đã báo với phía cảnh sát rồi, họ cũng đang tích cực tìm người. Chắc là sẽ sớm có tin tức thôi. Giang Hạ nói. Đây chính là điều mà Tống Vi muốn nghe, cô gừ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Vậy tới đi ra ngoài trước nhé. Giang Hạ chỉ về phía cửa. Tống Vi cười, đi đi. Sau khi cô ấy đi, Tống Vi cũng bắt đầu bận biệu với công việc. Bận đến tận 2 giờ chiều, Phân hội trưởng hiệp hội thiết kế gọi điện thoại bảo cô đi đến hiệp hội một chuyến. Lúc đến hiệp hội thì đã là 3 giờ. Tống Vi mở cửa phòng làm việc của phân hội trưởng. Vào đến nơi cô mới phát hiện trong phòng không chỉ có phân hội trưởng mà còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Khi cô nhìn thấy người phụ nữ kia thì người đó cũng đang nhìn cô, mỉm cười thân thiện. Tống Vi thấy vậy, ban đầu hơi sững sờ, sau đó cũng cười đáp lại rồi mở miệng chào một tiếng chào phân hội trưởng phân hội trưởng đang xem tài liệu nghe thấy giọng nói của cô liền ngẩng đầu lên nhà thiết kế tống đến rồi đấy à tống vi đáp vâng không biết ông gọi tôi tới có chuyện gì sao phân hội trưởng khép lại tập tài liệu trên bàn có hai việc thứ nhất là cuộc thi quốc tế còn một tháng nữa sẽ diễn ra quy tắc của cuộc thi đã được công bố rồi cô lấy về xem cho kỹ nhé sau đó ông ta đưa tập tài liệu cho tống vi tống vi nhanh chóng nhận lấy lật xem mấy trang rồi ôm vào trong ngực được tôi sẽ xem kỹ chuyện thứ hai là gì chuyện thứ hai là liên quan đến cô trần đây phân hội trưởng chỉ vào người phụ nữ và giới thiệu cô trần đây là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thuộc thế hệ trẻ trong nước xin chào tôi tên là trần châu ánh cô có thể gọi tôi là châu ánh người phụ nữ cũng chính là trần châu ánh miễn cười đưa tay ra với tống vi xin chào tôi tên là tống vi tống vi cũng nhanh chóng đưa tay ra cô có rất có thiện cảm với cô trần châu ánh này vừa bước vào cô gái trần châu ánh này đã nở cười nụ cười rất thân thiện với cô cô rất vui khi được kết bạn với một người như vậy tôi biết cô trần châu ánh rút tay về cô cũng là một nhà thiết kế trang phục nổi tiếng thuộc thế hệ trẻ trong nước. Những lời khen như vậy khiến Tống Vi hơi ngượng, cô cười nói, cô Trần nói đùa rồi. Đến mẹ tôi còn chưa được coi là nhà thiết kế nổi tiếng thuộc thế hệ trẻ ở trong nước nữa. Trần Châu Ánh sờ cầm trầm ngâm, nếu cô Tống dùng cái tên này thì quả thực còn hơi miễn cưỡng, nhưng nếu thêm thân phận Mina thì cô chính là một trong những nhà thiết kế thời trang trẻ có địa vị hàng đầu trong nước đấy. Cô Tống Vi trợn to mắt kinh ngạc. Trần Châu Ánh cười nói, cô ngạc nhiên lắm phải không, không biết làm sao tôi biết tên cô là Mina phải không? Tống Vi gật đầu đầy kinh ngạc. Trần Châu Ánh thân thiết bá vai cô, thực ra tôi đã từng thấy cô rồi. Khi ở nước ngoài tôi đã xem một buổi biểu diễn của cô, lúc đó cô đã dùng thân phận Mina để hạ màn. Hóa ra là như vậy. Lúc này Tống Vi mới hiểu ra trần châu ánh bỏ tay ra tôi đến đây để tìm cô có chuyện gì vậy tống vi tò mò nhìn cô ấy vẻ mặt trần châu ánh chợt trở nên nghiêm túc thực ra cũng không phải là vấn đề lớn gì gần đây tôi có một đơn hàng lớn sắp đến lễ trưởng thành cho công chúa của một quốc gia nhỏ cha cô ấy là vua của đất nước đó muốn tặng một vài món quà ông ấy đã đưa ra một số châu báu đắt giá muốn nhờ người thiết kế thành đồ trang sức tặng cho cô công chúa nhỏ vậy nên tống vi sờ cầm hỏi tiếp nên tôi dựa vào quan hệ của đàn anh để giành lấy mối ăn lớn này nhưng cô công chúa kia quá khó đối phó nói rằng nếu chỉ có trang sức mà không có váy áo tương ứng thì không được cho nên vậy nên cô muốn tìm nhà thiết kế thời trang thiết kế bộ váy tương ứng tống vi nhướng mày đã hiểu ý của cô nàng đúng đúng trần châu ánh gật đầu lia lịa ý của tôi là như vậy cho nên tôi mới tìm đến cô đấy tim tống vi đập thình thịch nhưng ngoài mặt thì lại không có biểu hiện gì khác biệt ngược lại còn tò mò hỏi tại sao cô lại tìm tôi tuy nhà thiết kế trong nước không giỏi bằng nhà thiết kế nước ngoài nhưng cũng có rất nhiều người xuất sắc đúng vậy những nhà thiết kế xuất sắc đó đều hơi lớ tuổi rồi tôi nghĩ khi làm việc với những người đi trước như vậy sẽ phải kiềm chế lắm lại còn không có tiếng nói chung nhưng hầu hết các nhà thiết kế thời trang tương đương với tuổi của tôi thì lại không thể làm được mãi đến hai ngày trước tôi nhìn thấy sâu quan huy nhật nguyệt thì mới biết là cô đã về nước rồi trần châu ánh giải thích tống vi cười nói vậy là cô liền tới đây tìm tôi cũng không phải khi tôi xem chương trình của cô ở nước ngoài là tôi đã biết trình độ của cô rất cao tôi không muốn tìm những người lớn tuổi còn những người trẻ khác thì không đủ tiêu chuẩn nên tôi chỉ có thể tìm đến cô vì vậy nên tôi đã đi một chuyến đến hiệp hội nhờ phân hội trưởng gọi cô qua thế nào cô có muốn hợp tác không trần châu ánh nhìn cô hai mắt sáng ngời trong đó đầy vẻ chờ mong tống vi im lặng thật ra mà nói bảo cô không động lòng là giả dù sao thì được thiết kế váy cho công chúa của một đất nước cũng là một niềm vinh dự nếu thiết kế tốt thì danh vọng và địa vị trong nước của cô sẽ gần như đạt đến tầm cao như của mina ở nước ngoài nhưng nếu thiết kế không tốt thì sẽ không chỉ làm mất lòng hoàng gia mà còn có thể gặp phải những rắc rối khác chẳng hạn như bị chèn ép trong nghề thiết kế hay gì đó nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt tống vi nhưng trần châu ánh lại không biết cô đang lo lắng điều gì cô ấy vỗ vai cô đừng lo tiền chúng ta kiếm được chia đôi nhé tống vi không khỏi dở khóc dở cười không phải vì tiền mà là cô nói ra sự lo lắng của mình trần châu ánh mỉm cười cô giàu còn tưởng là gì chứ yên tâm đi không đáng sợ như cô nghĩ đâu trước khi tìm đến cô tôi đã liên lạc với cô công chúa nhỏ rồi cho cô bé xem sâu dục hỏa trùng sinh với quan huy nhật nguyệt của cô rồi cô bé ấy rất thích thật sao tống vi kinh ngạc trợn tròn mắt trần châu ánh gật đầu thật đó tôi còn có thể nói dối cô sao nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có lần sau đâu nhất định phải suy nghĩ kỹ càng không cần nghĩ nữa tôi nhận tống vi giơ tay ra hai người bắt tay nhau cùng cười ra tiếng sau đó cả hai đã ký hợp đồng hợp tác dưới sự chứng kiến của phân hội trưởng vừa đi ra khỏi hiệp hội trần châu ánh đã nhìn thấy xe tới đón mình cô ấy vẫy tay về hướng xe sau đó quay đầu nói với tống vi bên cạnh vi vi vậy tôi đi trước nhé ngày mai tôi sẽ đưa những món trang sức đó tới đến công ty cô để thống nhất về phong cách thiết kế được đi đường cẩn thận tống vi cười đáp trần châu ánh rời đi cô cũng không chờ ở đó lâu lập tức lái xe trở về công ty sau đó lại làm việc thêm 2 giờ nữa thì đường Hạo Tuấn đến. Đường Hạo Tuấn nhìn thấy cô mặt mày rạng rỡ, không khỏi hỏi, tâm trạng tốt thế sao? Anh cũng nhìn ra à. Tống Vi vừa thắt dây an toàn vừa đáp, em vừa nhận một vụ làm ăn lớn. Cô kể về việc hợp tác với Trần Châu Ánh. Đường Hạo Tuấn nghe xong trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trùng hợp như vậy sao? Trùng hợp. Tống Vi sửng sốt, sau đó hỏi, ông xã không phải anh cũng nhận mối làm ăn giống em đấy chứ tập đoàn đường thị tập trung vào các mặt hàng xa xỉ danh tiếng liên quan đến quần áo giày dép túi sách đồ trang điểm đồ trang sức không có gì ngạc nhiên nếu họ có mối hợp tác với giới quý tộc không đường hạo tuấn lắc đầu nước đó có mỏ kim cương anh định đích thân đi một chuyến mua một mỏ kim cương thôi thế à tống vi gật đầu vậy anh định lúc nào đi tuần sau còn em thì sao đường hạo tuấn quay đầu nhìn cô khi dừng lại ở cột đèn giao thông tống vi nhún vai em cũng chưa biết còn phải tùy thuộc vào ý của nhà thiết kế trần nữa dù sao thì mối làm ăn này cũng là do trần châu ánh kết nối với bên hoàng gia khi nào đi cũng là do trần châu ánh quyết đường hạo tuấn trầm tư vài giây dù em đi vào lúc nào thì anh cũng sẽ thu xếp máy bay đưa hai người đi vâng tống vi không từ chối cười đồng ý sau khi đón bọn trẻ xong cả nhà bốn người trở lại biệt thự vừa xuống xe tống vi đã nhìn thấy một nhóm người mặc quần áo lao động đi ra từ biệt thự tống dĩnh nhi kéo tay áo cô mẹ họ là ai thế tống vi nhìn dòng chữ cửa hàng nhạc cụ vienna trên quần áo của một người lập tức đoán được thân phận của họ nhưng trước khi cô kịp nói với con gái thì tống hải dương đã nói trước là đàn piano không sai tống vi gật đầu hai mắt tống dĩnh nhi sáng lên piano sao tống vi nhìn thấy ánh sáng trong mắt con gái sờ đầu cô bé con thích piano à vâng con thích con rất thích tống dĩnh nhi hào hứng khoa tay múa chân con thấy một chị gái chơi piano trên tivi rồi đẹp lắm mẹ à con cũng muốn chơi piano và trở nên xinh đẹp giống như chị gái đó trong lúc nói chuyện cô bé vội nũng nịu đông đưa tay tống vi sợ tống vi sẽ từ chối đây là lần đầu tiên cô thấy con gái mình hứng thú với một việc nào đó như vậy trong hai đứa thì chỉ có dĩnh nhi là đứa lười biếng hơn không có sở thích nào khiến cô luôn đau đầu không ngờ con gái cô lại thích piano nếu đã thế thì đương nhiên cô sẽ không để con gái mình thất vọng tống vi vừa muốn nói gì đó thì đường hạo tuấn đã đi cất xe xong quay lại thấy hai mẹ con không đi vào mà đứng ở cửa anh nhướng mày hỏi đang làm gì vậy ba tống dĩnh nhi buông tay tống vi ra chạy tới chỗ đường hạo tuấn đường hạo tuấn bế cô bé lên làm sao vậy ba ba mua đàn piano à tống dĩnh nhi nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh đường hạo tuấn kinh ngạc mất một giây sau đó nâng lên cầm cô bé lên làm sao mấy mẹ con biết con nhìn thấy người mang đàn đến vừa rời đi xong tống hải dương khoanh cánh tay nhỏ bé của mình lại rồi đáp lời anh tống vi cũng hỏi ông xã sao đột nhiên anh lại mua đàn vậy anh mua cho gia nhi đường hạo tuấn trả lời anh đã đặt trước hai tháng rồi nghe vậy tống vi hơi mím môi đỏ chà không ngờ cô lâm lại thích đàn đấy cô ấy đã chơi piano từ khi còn học tiểu học rồi nếu không phải do vụ tai nạn xe hơi năm đó thì có lẽ cô ấy đã bước lên hội trường vàng ở vina lâu rồi đường hạo tuấn vuốt tóc tống dĩnh nhi nói tống vi không ngờ anh lại đánh giá lâm gia nhi cao như vậy Vậy thì hẳn là thiên phú của Lâm Gia Nhi về piano không có gì sánh bằng rồi. Nghe tin đàn piano được mua cho cô Lâm mà mình không thích, Tống Dĩnh Nhi đang trong vòng tay Đường Hạo Tuấn lập tức cảm thấy không vui. Sau đó cô bé ôm cổ Đường Hạo Tuấn, làm nũng nói: "Ba, Dĩnh Nhi cũng muốn có một cây đàn piano, ba có thể cho Dĩnh Nhi đàn piano, không cho cô Lâm được không?" Dĩnh Nhi Trước khi đường hạo tuấn kịp lên tiếng thì Tống Vi đã đã giận tái mặt quát lớn. Tống Vĩnh Nhi ấm ức quay lại nhìn cô, mẹ, tại sao mẹ lại hung dữ với con? Đó là cây đàn piano của cô Lâm, ai bảo con tranh? Tống Vi bước tới, bế cô bé khỏi vòng tay của đường hạo tuấn. Đôi mắt Tống Vĩnh Nhi đỏ hoe, nhưng, nhưng Vĩnh Nhi cũng thích piano mà. Con thích đàn piano thì mẹ mua cho con. Con đi giành đồ của người khác không phải là hành vi tốt, con biết không?" Tống Vi ngồi sổng người xuống, nghiêm khắc giảng dạy đạo lý cho cô bé. Tống Dĩnh Nhi cắn môi, "Con biết, nhưng con không thích nhìn cây đàn ba mua rơi vào tay cô Lâm." Lời này vừa thốt ra, Tống Vi đột nhiên lại không biết nên nói gì. Cô biết hai đứa bé không thích Lâm Gia Nhi, nhưng cô không ngờ rằng chúng lại không thích đến mức này. Đường Hạo Tuấn tặng quà cho Lâm Gia Nhi chúng cũng sẽ không vui. Hạo Tuấn, xin lỗi, con bé. Tống Vi đứng dậy, xoa lông mày định xin lỗi đường Hạo Tuấn, muốn nói con gái mình không cố ý. Nhưng cô chưa kịp nói xong thì đường Hạo Tuấn đã giơ tay ngăn cô lại. Anh ngồi sổng xuống, đặt hai tay lên vai Tống Vĩnh Nhi, kéo thẳng người Tống Vĩnh Nhi, nhìn thẳng vào mắt cô bé. Đáng lý ra, khi đối mặt với một đứa trẻ mạnh mẽ và có tính chiếm hữu cao như vậy, anh phải thấy chán ghét mới đúng. Nhưng đối mặt với hai đứa trẻ trước mặt, anh lại không thể ghét nổi. Cho dù trên mặt chúng viết rõ chữ không thích Lâm Gia Nhi, ý muốn đuổi Lâm Gia Nhi ra khỏi biệt thự rất rõ ràng, nhưng anh cũng không thấy đáng ghét. Đường Hạo Tuấn không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, cũng không muốn biết, anh nghiêm túc nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt đỏ hoe trước mặt, nhẹ giọng nói: con muốn đàn piano thật sao? Tống Vi và Tống Hải Dương đều nghĩ rằng đường Hạo Tuấn sẽ hung dữ với Dĩnh Nhi, nhưng khi nhìn thấy cảnh này hai người lập tức cùng thở vào nhẹ nhõm. Tống Dĩnh Nhi gật đầu liên tục, con muốn ạ. À. Nhưng ba đã hứa tặng cây đàn piano này cho người khác từ lâu rồi, ba không thể đưa cho con được, nhưng ba có thể tặng cho con một cây đàn tốt hơn được không? Đường Hạo Tuấn giơ ngón tay cái lau nước mắt cho cô con gái nhỏ của mình khuôn mặt cô bé lập tức nở nụ cười vui mừng, thật không ba? Thật. Đường Hạo Tuấn gật đầu. Được ạ. À. Tống Dĩnh Nhi vui vẻ nhào vào trong ngực anh. Tống Vi lại cau mày, Hạo Tuấn, anh làm thế sẽ chiều hư con bé đấy. Không sao đâu. Đường Hạo Tuấn dịu dàng nhìn cô con gái trong ngực mình, con gái của anh thì anh sẽ cho con bé thứ mà nó muốn cho dù con bé có hư hỏng thì anh cũng có khả năng xử lý rắc rối cho con bé. Lời này khiến Tống Vi không phản bác được. Cô biết những gì anh nói là sai, nhưng cô không thể tìm ra lời nào để phản bác. Tống Hải Dương nhìn ra sự khó xử của cô liền mỉm cười như một ông cụ non, không sao đâu mẹ, có con coi chừng nữa mà, Dĩnh Nhi sẽ không hư hỏng đâu. Mong là vậy. Tống Vi bất đắc dĩ bật cười đột nhiên có tiếng piano du dương vang lên. Tống Vi nghe ra đây là bản quét điên mát, âm thanh phát ra từ biệt thự ở phía sau. Tống Dĩnh Nhi chui ra khỏi vòng tay của đường Hạo Tuấn, vội vàng chạy về biệt thự. Tống Hải Dương theo sát phía sau. Đường Hạo Tuấn đứng lên, chắc là Gia Nhi đàn đấy, chúng ta cũng đi vào đi. Ừ. Tống Vi gật đầu rồi khoát tay anh đi vào. Khi đến phòng khách, Tống Vi lập tức nhìn thấy một cây đàn piano thẳng đứng màu trắng tuyệt đẹp đặt trước cửa sổ kính trong suốt sát đất. Phía sau cây đàn piano là một người phụ nữ cũng mặc váy trắng đang nhắm mắt ngồi trên băng ghế piano, bàn tay lướt trên những phím đàn piano đen trắng một cách thoải mái và thích thú. Đây là lần đầu tiên Tống Vi nhìn thấy Lâm Gia Nhi đánh piano, thật sự rất xinh đẹp, không có vẻ âm mưu, nham hiểm và ghen tuông thường thấy trên khuôn mặt của cô ta. Nhưng không biết tại sao, dù bản nhạc piano cô ta chơi rất hay, rất êm tai, nhưng cô lại không hề thích mà còn cảm thấy u ám đến sợn tóc gáy. Tống Hải Dương dường như cũng có cảm giác giống cô, cậu bé cao mày, ánh mắt nặng nề nhìn chầm chầm vào Lâm Gia Nhi đang chơi đàn. Chỉ có Tống Dĩnh Nhi không hiểu, đôi mắt sáng long lanh nhìn Lâm Gia Nhi. Cô bé chỉ thấy dáng vẻ Lâm Gia Nhi chơi piano rất đẹp, càng khiến cô bé muốn học piano hơn nữa một ngày nào đó cô bé cũng có thể trở nên xinh đẹp như vậy bài nhạc nhanh chóng kết thúc lâm gia nhi rời tay khỏi phím đàn piano rồi từ từ mở mắt ra đường hạo tuấn vỗ tay tống vi và hai đứa bé cũng vỗ tay nghe thấy tiếng vỗ tay lâm gia nhi quay đầu lại nhìn cô ta nhìn thấy đường hạo tuấn thì nhoẻn miệng cười hạo tuấn cậu đã về rồi à đường hạo tuấn gật đầu chơi hay lắm Lâm Gia Nhi thở dài, đâu có, 10 năm rồi tôi không đụng vào đàn. Bây giờ kỹ thuật chơi đàn đã thụt lùi rồi. Đàn một bài đã đau tay. Không sao, từ từ sẽ quen thôi, tôi tin cậu sẽ sớm lấy lại được đẳng cấp của năm nào. Đường Hạo Tuấn động viên. Lâm Gia Nhi đứng lên, cảm ơn cậu Hạo Tuấn, tôi sẽ không để cậu phải thất vọng đâu, à, tôi rất thích cây đàn này. Cô ta vuốt ve các phím đàn sau đó lâm gia nhi nghĩ đến điều gì đó ánh mắt lóe lên nhìn tống vi cô tống hạo tuấn tặng đàn cho tôi cô sẽ không để tâm chứ đời nào tống vi không nghe ra cô ta đang khoe khoang cô chỉ bình thản cười nói không chỉ là một cây đàn piano nhíu lắm cũng chỉ vài tỷ thôi mà cả con người hạo tuấn đều là của tôi tất cả tài sản của anh ấy cũng là của tôi cô lâm nghĩ tôi sẽ để vài tỷ vào mắt sao vẻ mặt lâm giai nhi chợt đanh lại cô ta nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm mỉm cười vẫy bộ tóc giả cô nói cũng đúng nếu cô đã không ngại thì tôi cũng yên tâm nhận lấy cây đàn piano này vừa nói xong thì chiếc đàn piano bỗng vang lên tiếng réo rắc lâm giai nhi biến sắc mặt cô ta lập tức quay đầu nhìn về phía sau thấy tống dĩnh nhi đang tò mò đặt tay lên bàn phím chuẩn bị ấn xuống cô ta như bị kích thích mặt mày vặn vẹo túng lấy cổ áo tống dĩnh nhi ném sang một bên rồi quát lớn đừng có đụng vào đàn piano của tôi tống dĩnh nhi bị ngã đập mông xuống đất cả người đều choáng váng vài giây sau cô bé mới phản ứng lại sợ hãi khóc thét lên tống hải dương vội vàng bước tới ôm em gái vào lòng vỗ nhẹ vào lưng cô bé đôi mắt lạnh lùng không hề có chút cảm xúc nào nhìn về phía lâm gia nhi lâm gia nhi bỗng khẽ giật mình cuối cùng mới hiểu ra mình đã làm gì trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, cơ thể khẽ rung lên, cứng ngắc xoay người, hạo, hạo tuấn, vừa rồi tôi. Đường hạo tuấn nhìn cô ta, ánh mắt thâm trầm, không lên tiếng. Chỉ có Tống Vi là nắm chặt lòng bàn tay, tức giận nói, cô Lâm, xin cô cho tôi một lời giải thích, một lời giải thích cho việc xô ngã con gái tôi. Tôi, tôi không cố ý. Mắt Lâm Gia Nhi lập tức đỏ lên. Tống Vi tức đến bật cười, không phải cố ý sao hành vi vừa rồi của cô tất cả chúng tôi đều nhìn thấy cô nói với tôi là cô không cố ý cô nói mà chính cô có tin nổi không xương cốt của một đứa trẻ mỏng manh như thế nào không cần tôi phải nhắc nhở cô chứ nếu không có tấm thảm trên mặt đất thì có thể dĩ nhi đã bị nứt xương chậu rồi nghĩ đến kết quả như vậy tống vi lại thấy hoảng sợ tay chân lạnh toát xin lỗi cô tống tôi thực sự không muốn sự việc xảy ra như thế này tôi chỉ không muốn người khác chạm vào cây đàn của tôi thôi cô biết đấy đối với một người chơi piano thì piano là tôi không biết tống vi ngắt lời cô ta giọng cực kỳ lạnh lùng tôi chỉ biết là khi con gái tôi chạm vào cây đàn của cô thì cô đã quăng con gái tôi ra ngoài có thể thấy trong lòng cô lâm một mạng người còn thua xa một cây đàn piano lúc này đường hạo tuấn cũng đứng lên ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Gia Nhi, mang theo cả sự thất vọng, sau khi tiệc hồi phục kết thúc tôi sẽ thông báo cho ông cố đến đưa cậu về nhà họ cố sớm. Nói xong anh bước tới bế đứa bé đang khóc thúc thích lên lầu. Tống Hải Dương cũng vội vàng chạy theo. Lâm Gia Nhi nhìn bóng lưng của ba cha con, trong lòng hoảng hốt không thôi. Cô ta biết lúc này Hạo Tuấn đã thực sự thất vọng về mình rồi. Chỉ vì cô ta đẩy một con nhóc mà anh đã thất vọng về cô ta, tình cảm hơn 10 năm thuở nhỏ giữa họ còn kém xa với con nhóc mới quen vài tháng sau.